Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, người ta có câu rất hay: không vị thánh nào mà không có quá khứ, mà cũng không tội nhân nào mà không có tương lai. Hôm nay chúng ta dâng lễ mừng kính thánh Augustino, là một vị thánh có một quá khứ thật đáng buồn, nhưng lại là một tấm gương cho chúng ta về chuyện đổi mới cuộc đời của mình. Chúng ta hợp với thánh nhân tạ ơn lòng Chúa thương xót luôn mở đường cho chúng ta đổi mới cuộc sống, và xin cho chúng ta tạ ơn Chúa một cách thực sự bằng việc sám hối, bằng việc đổi mới cuộc sống của mình. Chúng ta hợp ý dâng lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho linh hồn mắc ta, cho ông bà tổ tiên nội ngoài, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin khơi dậy trong lòng giáo hội ơn Thánh Thần Chúa đã ban cho Thánh Giám Mục Âu Tinh, để nhờ Thánh Thần nung nấu chúng con chỉ khát khao một mình Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan đích thực, và chỉ tìm kiếm một mình Chúa là Thiên Chúa tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu thì đã sinh bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con một người đến trong thế gian để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước và đã sai Con một người đến hy sinh đền thay vì tội lỗi chúng ta. Nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu chúng ta thương yêu nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Người nơi chúng ta được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta, là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta, và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con mình làm đấng cứu thế. Ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở trong Người ấy và Người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong Người ấy. Đó là lời Chúa.
Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa. Cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, vì các bạn khỏi hồ Người bé mặt. Kìa Người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bên Chúa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hao nhường bao. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Phần các con đừng bắt người ta gọi là thầy, vì các con chỉ có một thầy, còn tất cả các con đều là anh em với nhau. Mà các con cũng đừng để người ta gọi là cha, vì các con chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các con cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các con có một đấng chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Người trọng đại nhất trong các con sẽ là người phục vụ các con. Phàm ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về cái sự khôn ngoan của Chúa. Nó khác cái khôn ngoan của con người, khôn ngoan của chúng ta. Đó là làm sao để mình được nổi bật, để mình được quý trọng, để hơn người. Còn khôn ngoan của Chúa là khôn ngoan của tình yêu. Người trọng đại nhất trong các con sẽ là người phục vụ các con. Phàm ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Augustino, là một vị thánh có thể nói được là có sự khôn ngoan mà đáng cho chúng ta noi theo. Vậy thì khôn ngoan là gì? Khôn ngoan rồi có kiến thức, rồi thông minh, ba cái là khác nhau. Có kiến thức tức là cái người biết nhiều, thông minh là cái người biết mau lẹ, nghe cái hiểu luôn. Còn khôn ngoan là cái người biết chọn điều tốt. Hồi xưa triết gia Diogen có làm một cái bảng ở ngoài chợ, làm cái lều, rồi đề tại đây có bán sự khôn ngoan. Thế rồi có một ông giàu đến đó, thấy vậy về nhà thì cũng sai đầy tớ mang mấy đồng tiền đến và hỏi mua sự khôn ngoan. Thì Diogen mới nói về nói lại với chủ ngươi: trong mọi chuyện hãy nhìn đến cái mục đích cuối cùng. Mà đúng thật là như vậy. Tôi có giỏi bao nhiêu, nhưng mà tôi biết hết mọi đường trên Bà Rịa Vũng Tàu này, đường nào tôi cũng biết hết, mà đến chừng tôi lại đi không đến, thì cái biết đó cũng là vô ích. Tức là tôi phải làm sao đến được mục đích cuối cùng của mình.
Và tại sao mà người ta ra ngu dời ngày hôm nay? Cái chuyện mới ngày hôm nay thôi, tôi đi qua bên Dầu Dây, lúc đi đi đúng là một đường, chỉ có một đường duy nhất đi thẳng một mạch là tới Dầu Dây, đến lúc quay về cũng đi thẳng một mạch vào con đường đấy, đi một lúc cái ủa sao lạ về này, cái đường mình đi hồi sáng là đường cao su, còn bây giờ là toàn là nhà cửa hai bên, mà đúng là đi đường đó về đường đó, mà rồi sao mà thấy nó khác đi thì biết rằng là mình đi lạc rồi. Và mở cái điện bản đồ ra để xem, đúng là đi lạc thật. Vậy thì những cái lạc mà không biết là mình lạc, mà đúng là có như vậy, là cái gì vậy? Ta thường nói là có cái danh, cái lợi, cái thú, là ba cái làm cho người ta đi lạc mà không biết mình đi lạc. Danh là gì? Danh là kiêu ngạo, là ham đưa mình lên. Bình thường ra thì chẳng ai nghĩ là mình là người kiêu ngạo đâu. Thế nhưng mà rồi ta có nổi nóng không? À có, vậy thì là kiêu ngạo rồi. Rồi ta có kiên nhẫn không? Dạ không, vậy thì ta cũng kiêu ngạo rồi. Ta nói xấu người khác không? Dạ có, vậy thì cũng kiêu ngạo rồi. Vậy là ta cứ tưởng mình không kiêu ngạo, ta tưởng mình khiêm nhường, nhưng mà ta còn nổi nóng, ta còn thiếu kiên nhẫn, ta còn nói xấu người khác. Vậy thế ra mình chẳng khiêm nhường đâu. Cái người kiên nhẫn là cái người biết chịu đựng, nhịn nhục, đợi người khác, không muốn là bảo nó không làm ngay thì không kiên nhẫn được. Rồi ham lợi là ham tiền, thì có nhiều cái phải nói được đúng là gọi là cái đam mê. Ham tiền hỏi có tham không? Dạ, dạ không. Rồi mà rồi đúng là cái người, ví dụ như là cái người tôi gặp mấy người rồi không chừa được cái cá độ nè, rồi cái cá độ nhiều lắm, nặng vân vân. Và rồi vậy thì mọi cái tôi có nghĩ đến tiền không? Cái người mà ham tiền thì mở mắt ra nhìn cái nào cũng quy ra tiền hết, rồi mất tiền có buồn không, rồi vân vân, tìm cách giữ gìn. Và có gian dối không? Ví dụ như vậy. Là cái ham tiền là cái dễ dẫn người ta đi lạc mà không biết mình đi lạc. Và cái cuối cùng đó là danh, là lợi, là cái thú. Thú thì nó có bị nghiện nhiều cái lắm, nghiện xác thịt, gọi là rồi nghiện rượu bia, rồi nghiện ma túy, tức là vào cái nó mê mẩn. Và rồi phải nói được như vậy, là cái người ham danh chết cũng được, người ham lợi chết cũng được, người ham thú chết cũng được, miễn là đạt được cái mà mình muốn. Mà đúng là như vậy, người ta ham danh lúc mà nổi nóng lên ấy, chết cũng được, tao xuống hòa ngục cũng được, nhưng mà mày phải biết điều. Rồi ham lợi cũng vậy, tao xuống hòa ngục cũng được, nhưng mà nó phải đạt được. Và cái người lên cơn nghiện ma túy thì không biết là quý ông bà, anh chị em có kinh nghiệm gì về chuyện này. Còn tôi thì tôi gặp được một anh, và gọi là chết cũng được, miễn là phải có được một liều. Thì lúc đó mình đừng có nói những người nghiện ma túy tại sao mà hay ăn trộm cắp này kia đó, nó dữ lắm. Và người đó bằng nào cũng được, miễn là có được một liều 50.000, 10.000, 3.000 gì đó, miễn là có được một liều. Thì đúng là có những cái đó là cái danh, cái lợi, cái thú, nó làm cho ta đi lạc mà ta đâu có biết đâu. Đến chừng nhìn lại một cái, thấy nước trời nó ở đâu rồi. Chúng ta dâng lễ hợp với Thánh Augustino, cài cũng đi lạc một thời gian để tìm danh vọng ở đại học, ngài học giỏi lắm. Rồi tìm lạc thú, tức là có một người con hoang mà đặt tên là Adiodato, tức là trời ban. Thế nhưng mà ngài cũng đã có cái sự khôn ngoan là biết mình sai mà sửa. Chúng ta xin cho được cái sự khôn ngoan của các thánh, khi nào mà ta còn đang dốc lòng chừa một thói xấu, ta là người khôn ngoan.
Còn khi nào mà ta thấy mình chẳng có gì phải dốc lòng, coi chừng chết rồi. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết chúng con còn nhiều sai lỗi cần sửa mình. Ngày nào chúng con còn sửa mình, ngày đó chúng con còn đi đúng đường. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi, trong khi cử hành bi tích cứu độ, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho bi tích tình yêu này nên dấu chỉ sự hiệp nhất và dây liên kết đoàn tin hữu chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ thánh Augustino để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của ngài, Chúa cùng cô hội thánh nhờ lời giảng dạy Chúa giáo huấn và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh tin. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thi thưng ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tuyên dương Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông vận mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tu tín, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chiếc cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian.
Đây trên thiên chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên chúa. Xin cho yên tiệc này thanh hoa chúng con, để chúng con là những chi thể của Đức Kitô được mãi mãi gắn bó với Người, Người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Sau thánh lễ có họp ban hành giáo, và xin lưu ý anh chị em, chúng ta khi đi dâng lễ mình nên đeo khẩu trang. Hôm vừa rồi ở bên nhà thờ Hòa Phước, công an đến để làm việc, mà chúng ta cũng biết chúng ta đi lễ cũng đông mà cũng nhiều, mà thấy mọi sự nó an lành. Một ý kiến mà tôi cho rằng có lẽ đúng đó, là chúng ta đeo khẩu trang nhiều, mình tỏ ra cái tâm tình là muốn giữ cái chung, thì lúc đó những người làm việc họ không có ngứa mắt. Còn thì xin một điều như vậy. Và chính tôi thực ra chẳng muốn đeo, mà ở đây xa với anh chị em thì đâu cần đeo đâu. Nhưng mà tôi nhìn qua bên tòa giám mục Xuân Lộc, cả ba đức cha dâng lễ ở trong nhà thờ cũng dâng lễ, không có ai cả, mà các ngài đeo thì thấy được cái sự khiêm tốn của các ngài nó tỏ ra, và tôi muốn noi theo. Xin cảm ơn.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.